chào các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục phần ôn tập thi chứng chỉ A phần Windows. Trong phần này, chúng ta sẽ ôn tập lại cái cách mà chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi lý thuyết trong cái phần Windows. Thì các câu hỏi thường gặp mà liên quan đến phần cấu hình hệ thống thì các bạn thường gặp lúng túng. Ví dụ như là chúng ta thường gặp những câu hỏi liên quan đến màn hình desktop, hay là liên quan đến ngày giờ, đến phông chữ, đến mouse, con chuột trên của hệ thống, cách định dạng các thông số của chuột hay là mouse, hay là regional setting, những cái định dạng về cách thể hiện các cái thông tin liên quan đến những cái đặc thù của những cái nước. Thì để hướng dẫn các bạn thực hiện các cái câu hỏi này thì chúng ta sẽ đi vào phần chi tiết như sau. Liên quan đến những câu hỏi về phần cấu hình hệ thống thì cái cách chung nhất chúng ta sẽ làm đó là các bạn vào menu Start, chọn Setting, vào Control Panel. Thì đây là tôi xin nhắc lại, đây là cái cách mà chung nhất mà chúng ta sẽ làm. Ngoài ra với những cái cách khác thì các bạn có thể làm nhanh hơn. Tuy nhiên đây chúng ta sẽ đi về một hướng, đó là xuất phát từ cái Control Panel. Thì trong đó thì các bạn thấy có rất là nhiều cái thành phần. Tuy nhiên chúng ta thường gặp đầu tiên là các bạn quan tâm đến phần Display. Thì đó là những cái gì liên quan đến màn hình desktop. Cái thứ hai là nếu như gặp một cái câu hỏi về ngày giờ thì các bạn chọn là Date and Time. Thứ ba, nếu mà gặp về phông chữ thì các bạn chọn là font. Thứ tư, nếu như chúng ta cần cấu hình lại chuột hay là mouse thì chúng ta chọn là cái biểu tượng con chuột ở đây. Hoặc cuối cùng, nếu như chúng ta gặp những cái thành phần liên quan đến những cái vùng miền thì chúng ta chọn vào Regional and Language Setting. Đó. Thì đây là những cái biểu tượng mà chúng ta sẽ sử dụng khi mà các bạn cấu hình hệ thống liên quan đến màn hình desktop là display, ngày giờ là desktop, về phông chữ là font, về chuột là mouse, về các vùng miền các bạn chọn Regional and Language Setting. Thì chúng ta cần nhớ những cái bước này, bởi vì khi mà chúng ta gặp một câu hỏi yêu cầu là liệt kê hay là hãy trình bày cái cách mà chúng ta sẽ thực hiện thì các bạn cần đi vào những cái bước này, đó là đầu tiên vào menu Start, chọn Setting, chọn Control Panel, sau đó là các bạn chỉ ra cái thành phần mà chúng ta cần định dạng. Thì đó là những cái bước đầu tiên trong cái phần trả lời. Thì cụ thể hơn, chúng ta sẽ gặp những câu hỏi liên quan đến màn hình desktop. Thì có thể các bạn sẽ gặp những câu như thế này: hãy thay đổi hình nền của desktop trong Windows. Hãy thực hiện các cái bước để có thể thay đổi hình nền. Thì các bạn thực hiện, đầu tiên là chúng ta phải vào được cái cửa sổ Display Property, cái hộp thoại này. Sau đó chúng ta chọn những cái hình trong cái phần background, hoặc là có thể dùng cái nút Browse để chúng ta chọn những cái tập tin hình ảnh khác để chúng ta thể hiện. Rồi sau đó chúng ta chọn OK. Thì đó, các bạn chỉ cần ghi lại những cái bước đơn giản như vậy thôi. Cũng là những cái câu hỏi liên quan đến màn hình desktop thì chúng ta có thể gặp với câu nói về Screensaver, cái chương trình bảo vệ màn hình. Thì khi gặp những câu này yêu cầu chúng ta ví dụ như là nêu các bước để thay đổi chương trình bảo vệ màn hình của Windows thì các bạn sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên chúng ta đưa ra cái bước để chúng ta được vào được cái màn hình Display Property. Sau đó các bạn
chỉ ra trong phần screen saver, chúng ta sẽ chọn cái chương trình bảo vệ màn hình nào đó ở trong cái hộp thoại này. Rồi trong phần quay, chúng ta có thể nhập vào cái thời gian chờ. Rồi sau đó chúng ta ok, chỉ cần ghi những cái bước ngắn gọn như vậy thôi. Hoặc là những câu hỏi khác như là làm thế nào để thay đổi độ phân giải của màn hình, thì các bạn trong cái phần setting chúng ta có cái phần là screen resolution, các bạn có cái thanh trượt để chúng ta chọn các cái độ phân giải tương ứng. Thì đó là những cái câu chúng ta liên quan đến cái màn hình desktop, thì cũng là rất là đơn giản, các bạn chỉ cần ghi lại các cái bước ngắn gọn và chúng ta nêu lên được những cái hành động mà chúng ta cần phải làm cho những cái câu hỏi đó. Liên quan đến phần ngày giờ thì chúng ta có cái phần date and time. Khi vào được cái hộp thoại này thì các bạn thấy là chúng ta thường gặp những cái câu hỏi như là làm thế nào để chỉnh ngày giờ của hệ thống. Đó thì các bạn chỉ cần ghi lại các cái bước làm sao vào được hộp thoại này. Sau đó các bạn chọn trong cái hộp thoại tháng và năm, chúng ta chọn cái năm phù hợp, rồi chọn ngày. Rồi liên quan đến phần giờ thì chúng ta nhập vào giờ phút giây ở đây. Rồi sau đó nhấn OK. Thì đó là các cái bước mà chúng ta cần ghi lại trong cái tập tin trả lời. Cũng liên quan đến ngày giờ thì chúng ta có thể gặp những câu hỏi liên quan đến định lại cái múi giờ của máy tính. Thì ở đây chúng ta vào cái phần là time zone, chúng ta chọn cái múi giờ tương ứng. Thì ở Việt Nam thì chúng ta chọn Bangkok, Hà Nội như thế này. Đó. Đối với câu hỏi mà liên quan đến phông chữ thì chúng ta sẽ thường gặp những câu hỏi như là làm thế nào để thêm cài đặt thêm phông chữ vào hệ thống. Thì với câu hỏi như thế này thì chúng ta sẽ thực hiện lần lượt các cái bước như sau. Các bạn ghi lại cái bước làm thế nào để vào được cái hộp thoại phông. Thì ngay từ đầu chúng ta đã được hướng dẫn là đi vào Control Panel và các bạn chọn phông. Thì các bạn sẽ thấy được là xuất hiện cái hộp thoại này. Sau đó các bạn vào menu File, các bạn chọn là Install New Phone, thì cho phép chúng ta cài đặt thêm phông chữ. Sau khi chọn Install New Phone thì nó sẽ xuất hiện cái hộp thoại Add Phones. Thì trên hộp thoại này các bạn quan sát thấy là chúng ta có danh sách các cái phông, rồi thư mục, rồi ổ đĩa. Thì đầu tiên chúng ta sẽ chọn cái ổ đĩa mà có chứa cái phông mà chúng ta cần cài. Bước 2, các bạn chọn cái thư mục chứa phông đó. Bước 3, sau khi chọn xong thì các bạn thấy nó sẽ liệt kê tất cả các phông trong cái thư mục mà chúng ta vừa chỉ định. Bước 4, các bạn chọn OK. Đối với những câu hỏi liên quan đến mouse hay là chuột thì chúng ta vào cái biểu tượng mouse. Khi đó nó sẽ thấy xuất hiện cái hộp thoại là mouse property. Thì những câu hỏi liên quan đến mouse thì các bạn có thể gặp những câu như là làm thế nào để thay đổi tốc độ chuột, tốc độ di chuyển chuột. Hay là làm thế nào để chuyển đổi hoán vị hai cái nút chuột phải và chuột trái như thế này. Đó, thì chúng ta có thể vào đây. Rồi những câu hỏi khác liên quan đến
mouse, như là làm thế nào để thay đổi cái biểu tượng của chuột, biểu tượng của con trỏ chuột. Thì mặc định thì các bạn thấy biểu tượng của chúng ta có cái hình giống mũi tên. Bây giờ muốn thay đổi nó thì các bạn vào cái trang là pointer. Pointer này các bạn chọn customize thì bên dưới nó có rất là nhiều cái biểu tượng mà chúng ta cần thay đổi. Thì các bạn ghi lại cái bước mà chúng ta sẽ thực hiện, đó là vào thẻ pointer, chọn customize, chọn vào cái biểu tượng con trỏ chuột mà chúng ta cần thay đổi. Hoặc là nếu như trong đây không có thì chúng ta có thể chọn browse, chỉ đến cái tập tin mà chúng ta có cái biểu tượng. Khi mà gặp những câu hỏi mà yêu cầu thể hiện khi mà di chuyển để lại những cái vết cho con trỏ chuột, thì các bạn có thể vào cái trang là pointer option. Chúng ta có cái phần là motion, cái cách cách thức di chuyển, thì các bạn có thể chọn cái thanh định vị để cho biết là chúng ta có thể muốn di chuyển con trỏ là với tốc độ là nhanh hay là chậm. Về phần regional setting có nghĩa là định dạng theo những cái phong cách theo từng cái đất nước, ví dụ như là cách thể hiện các con số theo kiểu Anh Mỹ, thì chúng ta có thể chọn vào cái regional set option. Thì các bạn thấy đây, chọn theo những cái kiểu Anh Mỹ thì những con số nó thể hiện như thế này. Ví dụ số thì có phân cách ngàn, tiền thì chúng ta định dạng như thế này. Khi mà cần chọn lại thì chúng ta sẽ vào cái customize. Customize thì cho phép chúng ta định lại cái cách thể hiện, như là làm thế nào để thay đổi cái biểu tượng, thay đổi cái ký hiệu dành cho cái chữ số thập phân. Ví dụ như là đối với Việt Nam thì chúng ta có thói quen là số thập phân thì chúng ta có thể dùng dấu phẩy. Rồi chúng ta muốn chữ số thập phân là 2 thì các bạn nhập vào đây. Ngoài ra còn một số cái định dạng khác như là phân chia giữa các nhóm thì chúng ta dùng dấu phẩy. Phân cách ngàn thì chúng ta dùng dấu phẩy như thế này. Rồi chúng ta có thể sử dụng các cái phần như list separator, các bạn chọn dấu phẩy nghĩa là ngăn cách giữa các cái mục trong danh sách, vân vân. Đó là cái cách mà chúng ta định lại cái cách thể hiện theo những cái kiểu khác nhau. Như vậy thì với phần ôn tập này, chúng ta có thể trả lời được những cái câu hỏi liên quan đến phần cấu hình hệ thống. Thì sau đây là một số các cái ví dụ về những câu hỏi thường gặp này. Như là hãy cho biết các bước để thực hiện thay đổi độ phân giải của màn hình trong Windows, thì chúng ta đã được trình bày trong cái phần ôn tập. Rồi các cái bước để cài thêm phông chữ trong Windows, các bước để điều chỉnh tốc độ di chuyển chuột, hay là cho biết cách để điều chỉnh ngay giờ hệ thống. Như vậy thì với những câu hỏi này thì các bạn cần lưu ý cái cách mà chúng ta sẽ đi thực hiện từng bước như thế nào, thì các bạn ghi lại trong cái file, có thể là file chấm đốc hay là file notepad, những cái bước tương ứng. Thì chúc các bạn thành công trong phần này.